ra hết. Hồi nãy không làm nhiều mà. Bi. Đấy. Ơ. Ủa đi à? Hả? Bây giờ về à? Ừ, bây giờ đâu á? À, đi anh ở đây không? À, anh bóc đi. À, bóc cái nữa. Ơ, à, chào ngon ngon ạ. À, chào ngon ngon ngon. Cái này là đậu phộng. Đậu phộng vị dừa. Ngon lắm á. Thế nhưng mà nó, cái này bị hạn chế ăn thôi. Đi ra ngoài đi chơi đi, chị làm việc xíu. Ok không? Đây chị mình sẽ lấy cho Bi đi. Đi đi chị lấy cho. Rồi. Bi ra ngoài chơi nha, để chị làm việc xíu. Cái này đi không ăn được nhiều đâu. Nên hạn chế cho nó tốt cho sức khỏe. Ăn nó đi. Rồi Bi ra ngoài chơi nha. Ê. Chị làm xíu không mà chị ta chơi Bi. Nha. Chị ta ra phòng khách chơi đấy. Chạy lên tôm với nè. Đi ra kia đi chơi gì chơi. Chị thấy cái hạt rau để ăn. Đi đấy. Đi ơi. Đi. Ơ. Đi mà. Xem ngoài khóm rau nè.
Ở đây chơi nha, chị vào đây thì chị ngồi với khó là chị đấy.
Miệng gì đấy? Hả? Làm gì? Hả? Đang cho người kia chạy ra làm gì? Đi mở tủ này à? Hả? Rồi. Gì vậy? Ủa? Bibi! Chị đã hết. Hồi nãy em cầm nhiều mà. Bi. Sao đấy? Ơ. Trốn à? Bi. Tha lại như này. Ơ, sao không? Sao cái gói này hết rồi? Ừ, Bi ăn à? Sao lúc nào đấy? Không phải Bi ăn hết đâu. Hết sạch rồi đó. Không phải Bi ăn đâu. Ăn này đâu, không có một dấu vết gì thế. Hả? Hả? Sao Bi ăn không để lại dấu vết gì đấy? Ăn đâu vậy? Bi ăn đâu rồi? Không để lại dấu vết gì luôn à? À, đâu á? Ừ. À, chị lại ngủ tôi nha. Bi ăn chỗ này á, sao bẩn vậy? Sao? Bi ăn đi, vỏ lạc ở đây này. Ừ. Để chị xong thôi thì dọn cho Bi nhá. Là sao Bi ăn đi, Bi bảo chị lấy cho ăn, được chưa? Không ăn, không tự lấy ăn thế này đâu nhé. Nhé. Nè Bi. Bi rồi. Đây để dọn thôi. Ừ. Ê chà, nhìn lên khá là đỏ chí. Ê chà ơi. Đỏ chí, đỏ chí, đỏ chí. Để chị lau nhau. Rác ở trong này. Thôi, chị lau nha. Trời ơi, chọn chí. Rồi. Đó là sao Bi ăn đi bà chị lấy cho ăn đàng hoàng. Em ngồi trong này bật tủ quần áo. Tủ quần áo của Bi đó. Thôi, xanh rồi, xanh rồi, xanh rồi. Xanh rồi, thôi, đi ra đi. Để chị ăn tủ này. Rồi, nó ra.